là thằng đàn ông ai cũng thích rộng, nhà phải rộng, cửa phải rộng, xe đây xe salon phải rộng, xe phải rộng, bàn ăn phải rộng, còn ăn đi đúng đắn phải rộng, giường phải rộng, nhưng tình cảm vợ chồng phải khăng khít. Xuân Hồng, xe khít vùng kín phụ nữ.